nhấc lên ạ. Rồi rồi. Lấy nhiều không ạ?
lên cân trước không để cân đi lên hết cân. Sợ mua đâu được cái này đẹp này. Đi thật đất luôn á. Đi này. Đi người ta nhìn thấy. Nước này đục thật đấy nhỉ. Cô nhấc lên ạ. Rồi được rồi. Này phải gác lên cái đoạn đồi bậc thang ấy nhé. Vâng.
thấy không? Là nên có người đóng gói đồng hoàng. Kiếm tủ nó bỏ mất đấy. Hãy subscribe cho kênh Triệu Thị Xuân để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hơn đấy. Thank you.
khô ra, cái gì nhí khô nè. Còn hai ba quả đó mới dễ ăn. Cái này còn chặt cái mắt này không? Mắt này còn chặt đi. Ốc như của cô Tấm ấy hả mẹ? Ừ. À, ốc đang nắng. Ốc như của cô Tấm phải. Cái ốc là... dài dài không? Dài. Con này sẽ dùng lâu. Con thì bé dùng dễ hơn đó. Chặt cái gì nhẹ thì được. Hái củi luôn được. Cho giấm. Làm từ tiền thì con thích, nếu mà công ty con thích hết việc chán.
đến nhất không? Quả nhiên là thạch ăn ăn tí nhỉ. Đi tận Hà Nội ạ.